mến. Cảm ơn các bạn đã đặt những câu hỏi trong inbox của mình. Mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà các bạn thường hay hỏi nhiều nhất. Bị viêm xoang có nâng mũi được không? Chào bạn Trang thân mến. Xoang là một cái hốc xương nằm trong xương trán và xương hàm trên, nên không ảnh hưởng đến cái chất liệu độ mũi nằm phía trên của xương chính mũi. Viêm xoang sẽ không ảnh hưởng đến chất liệu độ, và ngược lại, nâng mũi cũng không làm nặng hơn tình trạng viêm xoang. Nhưng mà trong cái thời gian hậu phẫu, nếu như trong cái đợt cấp của viêm xoang thì các bạn nên tránh cái việc mà dây hay là xì mũi, sẽ gây động vết thương cũng như vết mổ và gây méo lệch cái kết quả phẫu thuật nâng mũi. Chào bạn Hiền thân mến. Cũng phải tùy theo mí của bạn. Những trường hợp mà không có nếp mí hoặc là nếp mí chưa đẹp, kèm theo có cái lượng da mở thừa mí trên thì cắt mí là một cái chỉ định tốt nhất. Trên cùng một đường cắt thì có thể cùng lúc lấy bỏ cái lượng da mở thừa và tạo nếp mí mới theo mong muốn. Bấm mí sẽ có chỉ định trong trường hợp không có da thừa và mở thừa. Tại sao một số người sau khi đặt túi ngực thì sờ vào thấy cứng? Chào bạn Thảo. Sau khi đặt túi ngực thì một số người sờ vào thấy cứng, đó là cái phản ứng của cơ thể đối với chất lạ, đó là túi độn. Sẽ hình thành bao sơ do phản ứng co bao. Một số yếu tố làm cho cái việc hình thành bao sơ dễ hơn như túi trơn dễ hình thành bao sơ hơn túi nhám. Thời gian phẫu thuật lâu, phẫu thuật viên sử dụng dao điện. Vị trí đặt túi độn sau cơ ít bị bao sơ hơn. Có biến chứng chảy máu sau mổ. Vỏ túi nhám chống lại hiện tượng co bao. Sau khi nâng ngực có thể mang thai và cho con bú sữa mẹ được không? Chào bạn Dung. Sau khi nâng ngực bạn có thể mang thai bình thường và không có sự nguy hiểm nào do túi độn gây ra cho mẹ và bé. Tốt nhất là nên mang thai 6 tháng sau khi nâng ngực. Túi độn ngực không gây ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Đồng thời bé bú mẹ cũng không gây ảnh hưởng đến túi độn ngực. Phương pháp an toàn nhất là đặt túi độn ngực với chất liệu là túi treo và bề mặt nhám. Để đảm bảo tuyến vú vẫn bảo toàn chức năng thì túi treo đặt sau cơ. Trong quá trình mang thai, tuyến vú vẫn phát triển bình thường và bầu vú vẫn tiết sữa để nuôi bé. Bác sĩ cho em hỏi sau khi nâng mũi các biến chứng hay gặp là gì? Chào bạn Yến. Các biến chứng sau khi nâng mũi thường hay gặp là nhiễm trùng do chăm sóc hậu phẫu không tốt, chảy máu. Trong trường hợp này bạn phải bình tĩnh, hãy nâng cao đầu và chườm đá. Sưng bầm nhiều do mạch máu bị tắc. Vết thương chậm lành do chăm sóc và dinh dưỡng không đúng sau phẫu thuật. Một số trường hợp mũi bị cong, lệch nhẹ, đầu mũi bị tụt. Để giải đáp những thắc mắc của các bạn trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, chúng tôi sẽ thực hiện những cái video hỏi đáp như thế này. Nếu như các bạn có những câu hỏi thì hãy inbox vào trong cái page Thẩm mỹ Thanh Tuyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.